Sinh nhật công ty. Có một không hai này. Đây là một sáng kiến của marketing team đã đề nghị tổ chức buổi này vào giờ phút cuối ngày hôm qua tôi mới nhận được cái thông báo, và như vậy tôi cũng rất là bất ngờ, bởi vì cũng nghĩ là cả công ty mình như vậy là COVID ai cũng bị mắc, thế mà gần như là cuối cùng chúng ta cũng có tổ chức được buổi này và nhìn anh em vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, thế là cũng là điều rất là đáng mừng. Cảm ơn sự sáng kiến đề xuất và nỗ lực của cả team marketing, cũng đặc biệt là chị Trang, Trâm và Hạnh đã rất là cố gắng tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Cho đến ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là AIE của chúng ta đã bước sang năm thứ 17 xây dựng và phát triển, hình thành và phát triển. Chúng ta cũng đã có tên tuổi và uy tín trên thị trường đối với khách hàng trong nước, đối với các đối tác ở nước ngoài. Thế là điều chúng ta nhìn thấy là sự hình thành của chúng ta và phát triển của chúng ta đã để lại được cái dấu dấu ấn. Thông qua buổi tổ chức sinh nhật online ngày hôm nay, chúng ta mọi người đây đều có thể tự hào được hai điều, ít nhất là hai điều như sau. Thứ nhất là AIE của chúng ta đã có được tầm vóc và đẳng cấp quốc tế, bởi vì chúng ta đã áp dụng được các cái công nghệ, chúng ta cũng là những công ty tân tiến đi đầu, chúng ta đang chuyển giao công nghệ nhưng mà đồng thời chúng ta cũng học hỏi và áp dụng được các cái công nghệ tân tiến, công nghệ mới để tổ chức sự kiện online như ngày hôm nay. Cái việc mà tổ chức cái sinh nhật online công ty này thì cũng không phải là tất cả các công ty nào cũng làm được, thì điều đấy là điều mà chúng ta cũng thấy là chúng ta rất là tự hào. Tôi cũng thường xuyên dự các cái buổi sự kiện họp meeting, panel meeting rồi shopping meeting của các công ty, các hãng tổ chức vào online, và mình nghĩ là không biết công ty mình bao giờ mình làm được cái việc này, thì hôm nay chúng ta cũng đã giống như là các công ty quốc tế chúng ta đã tổ chức online, mọi người đều tham gia được, và từ hai miền Nam Bắc chúng ta đều kết nối được với nhau, đấy là điều nhìn thấy nhau và nói chuyện được với nhau, điều đấy là điều rất mừng. Điều thứ hai mà chúng ta có thể tự hào được là trải qua bao khó khăn, bao bão táp, khó khăn đặc biệt là hơn 2 năm đại dịch vừa qua. Lần này là lần thứ năm chúng ta tổ chức năm thứ ba sinh nhật mà có dịch, trong dịch đúng không, và năm nay đặc biệt thì lại là chúng ta lại còn bị nặng nề hơn, không ngờ là thiệt hại là cả công ty như là gần như là hầu hết là bị mắc COVID, mình không không nghĩ không thể nghĩ được cái điều đấy, thế nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua. Và đội ngũ của chúng ta, AI của chúng ta thì chúng ta biết là nhân sự vẫn không ngừng lớn mạnh, vẫn nhân sự vẫn gia tăng, công việc và thu nhập của công ty thì cũng vẫn tương đối ổn định, anh em vẫn đảm bảo thu nhập cho anh em. Điều đó là điều đáng mừng và cũng là khẳng định cái sự chiến lược của công ty và con đường đúng đắn của công ty chúng ta và sự cố gắng nỗ lực của mọi người, thì điều đấy tự hào trong cái buổi ngày hôm nay để chúng ta nói chuyện, trao đổi, tổ chức cùng cùng nhau vui vẻ. Dân gian thì có câu thành ngữ là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, thì năm nay công ty chúng ta cũng là vừa tròn 17 tuổi, và tôi hy vọng với tinh thần và sức mạnh của tuổi trẻ thì đội ngũ AE của chúng ta sẽ vững bước tiếp tục phát triển. Ban lãnh đạo công ty thì rất mong nhận được sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể anh chị em trong công ty làm việc hăng hái, đóng góp cho sự phát triển không ngừng của AE, cho sự thành công và hạnh phúc của mỗi thành viên chúng ta. Đấy là điều mong mỏi của ban lãnh đạo công ty trong buổi sinh nhật ngày hôm nay. Lời cuối cùng mà cũng không phải là cuối, thì lời cuối mà không phải lời cuối cùng, thì tôi cũng muốn nói trong buổi hôm nay là lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên của AIE đã tận tâm lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty trong thời gian vừa qua. Lời cảm ơn này cũng mong được gửi đến toàn thể gia đình và người thân của mỗi thành viên,
của chúng ta là những người họ đã không ngừng mệt mỏi âm thầm đứng phía sau chúng ta, đóng góp cho sự thành công của mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Và tôi xin đặc biệt cảm ơn anh Hoàng Thái Thành, người đã kề vai sát cánh lăn lộn cùng tôi trong khó khăn, bôn ba cả trong và ngoài nước từ những ngày đầu tiên thành lập công ty, từ những ngày đầu tiên bán và mua cái máy quét 3D đầu tiên của công ty ở Ý, rồi hai anh em đi lăn lộn chờ đợi tàu xe vân vân rất là vất vả, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã khởi đầu từ đó, và chúng ta đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mọi người đã nhìn thấy là chúng ta cũng đã thành công và có tên tuổi trên thị trường, thì đấy là điều rất là mừng. Cảm ơn sự tin tưởng và đóng góp của các thành viên lâu năm như là anh Hoàng Anh, chị Ngân, chị Trinh và anh Trung, anh Tiến là những người cũng là thành viên lâu năm đã làm nên sự thành công của công ty, và tất cả mọi người những thành viên khác thì cũng đã rất là cố gắng, những gương mặt mới hy vọng rằng chúng ta sẽ cũng sẽ kế tiếp mang lại sự thành công chung của tất cả mọi người. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả chúng ta luôn an toàn, sức khỏe và thành công trong năm 2022. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Bye bye. À, xin cảm ơn những lời phát biểu và động viên hết sức tâm huyết đến từ sếp Bằng ạ. À, nối tiếp sếp Bằng thì sau đây tôi xin kính mời anh Nguyễn Quang Tiến, đại diện giám đốc AIE Sài Gòn với đôi lời phát biểu, người đàn ông được mệnh danh là bất tử ở AIE. À, xin mời anh ạ. Em mệnh danh gì mà ghê thế, bất tử sao nói trước cái bước hôm qua, bao giờ nó hết dịch xong nói thế à, nhớ ngày mai này hai vạch cái bằng tiếng à, bất tử. Ok nên rất vui là mặc dù là chúng ta không đến được công ty vì phần lớn anh em bị Covid nó vật, nhưng mà được mọi người cũng được tụ tập với nhau, nhìn thấy nhau ở trên Zoom, và cả AIE Sài Gòn cũng được cũng tham gia đông đủ. Cái này là cái mà tôi cũng hơi bất ngờ. Sáng hôm nay vào mới thấy cái đường link gửi thì thật sự là vừa thấy bất ngờ và vừa thấy cũng hào hứng. Công ty AIE thì chúng ta thì cũng có một cái chặng đường mười mấy năm, 17 năm, đến bây giờ là cũng cũng gọi là trưởng thành. Và các công ty thông thường thì là được khẳng định về sự tồn tại trong vòng 5 năm đầu, khẳng định và chúng ta đã vượt qua quãng độ là 5 năm đó, 10 năm và 15 năm, ba cái 5 năm, và chúng ta ngày càng phát triển, thì đấy là cái ngày càng phát triển, ngày càng vững chãi, và đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là cái sự thành công của công ty là có cái sự đóng góp rất là lớn của cái sự của anh Bằng, là người chỉ đạo để dẫn đi đưa đường dẫn lối định hướng cho công ty và có được cái thành công đến ngày hôm nay. Của anh Thành là người mà cũng đi cùng với anh Bằng mà từ đầu đóng góp vào cái sự phát triển của công ty rất là nhiều. Ngoài ra rất nhiều các anh em khác, người ra người vào cũng nhiều, mà người tồn tại đến bây giờ thì cũng lâu dài. Thế nhưng tất cả mọi người từ đầu đến cuối ở AIE được có một cái tinh thần, đó là chúng ta là làm việc với cái phương châm là chúng ta là một team từ đầu đến cuối. Đấy là cái văn hóa công ty, chúng ta là một one team, và mọi người làm việc không phải là chỉ mình mà có rất nhiều người xung quanh để cùng kết hợp cùng làm việc. Thì đấy là cái văn hóa tôi đánh giá rất cao ở AIE chúng ta. Và cho đến bây giờ thì ngoài cái tính chất là chúng ta làm việc với cái tinh thần giống như một gia đình với nhau, thì chúng ta còn làm việc giống như một đồng đội và hỗ trợ với nhau hết mình. Đấy là cái mà tôi nghĩ là anh Bằng với anh Thành cũng như chị Ngân là những người đi trước mà ở công ty cũng xây dựng được cái công ty này, là một cái rất là tốt. Tôi thì mới gọi là lâu, nhưng thực ra thì bây giờ cũng được tính được bao nhiêu 6 năm chứ mấy. Trước tôi thì còn rất nhiều người như là anh Thành, rồi Trung, rồi Trinh, Ngân, chúng tôi rất là nhiều. Thì những người đấy là những người mà tôi nghĩ là cho đến bây giờ là cố gắng xây dựng được, và các anh em
chúng ta, những người về sau đi sau thì cũng cố gắng mà xây dựng được công ty chúng ta, cái văn hóa đó là thứ nhất là gia đình, thứ hai là đồng đội, chúng ta là một team, là một one team. Thế thì đấy là cái điều thứ nhất mà tôi nghĩ ở công ty. Cái thứ hai là mặc dù chúng ta còn rất nhiều khó khăn, và khó khăn thì là cái đương nhiên, lúc nào chúng ta cũng khó khăn cả, không có đi trên con đường kinh doanh thì không khó khăn này khó khăn khác, càng ngày càng khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái sự đoàn kết, với sự quyết tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn để tạo ra những cơ hội mới, để gặt hái được những thành công trong tương lai gần cũng như trong tương lai xa, thì chúng ta sẽ tồn tại được và phát triển, ngày càng phát triển. Thì đấy là cái mong muốn cũng như cái tin tưởng mà tôi cho rằng là tất cả anh em ở đây chúng ta sẽ, nếu như mà chúng ta nỗ lực cố gắng thì chắc chắn là sẽ đem đến thành công cho cả công ty cũng như cá nhân của từng người. Bởi vì công ty chúng ta là là cái ngôi nhà chung, là nói dân gian là cái nồi cơm chung của anh em, thì nó phát triển thì chắc chắn anh em chúng ta cũng sẽ phát triển theo. Thì đấy là cái thứ hai tôi muốn nhắn nhủ. Cái thứ ba thì là tôi cho rằng là cái công ty chúng ta là có cái sự gắn kết giữa các cái tầng lớp, từ người già, người nhiều tuổi, gọi là già không nói người nhiều tuổi, ít tuổi, trải dài từ cái, và có sự kết nối giữa các cái thế hệ khác nhau. Và chúng tôi là người cũng tương đối nhiều tuổi sau anh Bằng công ty, thì tôi cho rằng là những anh Bằng cũng như tôi và những anh chị nhiều tuổi công ty cũng rất muốn là truyền lại cái kinh nghiệm của mình, cái sức lửa của mình cho những anh em trẻ, và những em trẻ thì sẽ là những người tiếp nối của chúng tôi trong tương lai gần cũng như tương lai xa. Thế thì công ty chúng ta là có cái sự kết nối giữa những người từ trước đến sau, và tôi cho rằng đấy là cái rất là tốt, bởi vì nó đem lại cái sự bền vững, đem lại cái sự tin tưởng rằng công ty chúng ta sẽ có được những cái kế hoạch cũng như là có được cái sự tồn tại lâu dài. Thì đấy là cái và, thế thì nhân buổi hôm nay thì tôi cũng xin chúc cả nhà mình ai cũng mạnh khỏe và thành công, cố gắng đạt được những cái mơ ước của mình và đem lại sự thành công chung của công ty và cái thành công của cá nhân mình. Xin hết ạ. Rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là tâm huyết và chân thành của sếp Tiến. Tiếp nối sếp Tiến thì sau đây xin kính mời anh Nghĩa, đại diện công ty Tân Minh, với những lời động viên gửi đến mọi người để hứa hẹn một năm 2022 cho Meetech bùng nổ hơn. Anh Nghĩa cũng là người nổ phát súng đầu tiên dương tính của phòng 801. Mời anh chia sẻ đến mọi người ạ. Em bất ngờ hôm nay lâu lâu mới được mời phát biểu. Trước tiên là chúc mừng sinh nhật đến AIA Group, sinh nhật 17 năm. Tôi thì cũng là người mới, phụ trách một cái mảng cũng tương đối mới, là một thành phần cấu thành lên cái trong cái tập đoàn của AIA. Trước tiên là gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và vượt qua được cái đại dịch COVID lần này. Cái thứ hai là tôi cũng gửi lời chúc mừng đến công ty AIA đã có cái hành trình rất là ấn tượng, 17 năm, một cái quá trình rất là dài với bất kỳ một doanh nghiệp nào ở Việt Nam. Những cái doanh nghiệp mà tôi vẫn đánh giá, những cái doanh nghiệp nào mà tồn tại sau 5 năm, 10 năm và đặc biệt 17 năm thì là những cái doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Đương nhiên là trong quá trình công việc thì thị trường thì có những lúc này lúc khác. Tuy nhiên là để có một cái hành trình này thì đấy là một cái ấn tượng rất là tự hào đối với lại tập thể của AIA và cá nhân để cho anh Bằng, anh Tiến và mọi người trong công ty. Thì đối với tôi thì tôi cũng là một người mới và cũng phụ trách một cái sản phẩm mới của công ty, thì cũng hy vọng là trong năm tới thì chúng ta có sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn để có những cái thành tựu bước đầu cho Nitech nói riêng và đóng góp vào cái sự phát triển chung của tập đoàn. Cảm ơn.
À, xin cảm À, ơn mọi người. vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Nghĩa. À, tiếp theo thì xin kính mời anh Hoàng Thái Thành, đại diện cho bộ phận kỹ thuật, cũng là một bộ phận rất là quan trọng của công ty, với đôi lời phát biểu. Và anh Thành cũng là một người rất là vất vả trong 2 ngày vừa qua, khi mà cả công ty là có mỗi mình anh là khỏi đầu tiên. À, xin mời anh Thành ạ. Thành bật mic lên Thành ơi. Thành tắt mic à? Đang đi tìm bật lửa rồi. Alo, thầy không nghe nhá. Tắt Bật mic lên Thành ơi. Chúng ta còn 5 phút để chờ anh Thành phát biểu xong rồi mọi người lại sẽ là phải join lại. Trong lúc chờ anh Thành bây giờ thì em sẽ mở lại Zoom để cả nhà join lại nhé. Bây giờ xin phép cả Ok. nhà này out một lần nữa ra rồi ta lại vào lại được không ạ? Ok. Ok. Dạ vâng ạ. Thành vừa chuẩn bị xong. Ít ơi!